này đi gì Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu nè, thì giao nguyên xe khách về tự làm mai đẹp. Lên máy về Bạc Liêu. Kệ nó cho nó gắt đi. Máy này về nó cũng bỏ à, đâu có xài được đâu. Về cũng cần sử dụng luôn à. Sao đóng tuần sao mà quay được đây. Rồi xong nha các bác. Rồi cẩu cái hàm bỏ lên xe nè, 95 rồi nó hơi phức tạp. Bình thường là chạy lên luôn rồi tháo hàm trên đây, nhưng mà thôi có xe cẩu rồi để nó cẩu lên cho nhẹ nhàng. Xe ở ngoài Thái Bình cũng đang vô lấy cái máy thành quá đi. Alo nha. Rồi đúng rồi. Rồi xong, lên cái hàm xong an toàn. Giờ về Bạc Liêu thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xin cảm ơn. Rồi. Cập nhật tình hình máy ngày 7 tháng 8 đi. Em mới về thêm luôn 11, 12 chiếc nữa nè. Đây, sau đây là những cái máy đã bán. Một số máy đang chuẩn bị lật máy đi về. Đợt máy 17 tháng 8 này về thì nó giá nó hơi cái máy này đẹp á, cho nên thường thường 350 cho lên không ạ. Còn máy rẻ chắc cả hai các bác là tuần sau nữa là có máy rẻ. Đây là máy mấy cái máy phun rơm này. Mình cũng mới về thêm mấy cái máy phun rơm thực hành đó. Xe nhập từ Trung Quốc. Đây. Máy 100% hết luôn. Để mình ráp cho xong rồi. Máy khổ lúa. Các bác cảm thấy thích cái kênh video của mình á thì các bác dưới đây có cái nút đăng ký hay gọi nút subscribe á, thì các bác nhấp vào đó là các bác sẽ đăng ký theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Mình sẽ đăng video từng con máy lên cho các bác xem.
tần số khung luôn. Đây là phía trước của công ty. Đây là máy cày Massey Ferguson. Ở đây thì mình còn hai chiếc 105 với mấy máy cày 3608 sẽ không muốn không được. Đây đây chiếc 105 để 27 hết rồi. Còn cái địa chỉ công ty mình thì ở tỉnh Vĩnh Long mà. Đây là quốc lộ 53. Các bạn nhớ nha, quốc lộ 53. 167 quốc lộ 53. Còn cái số điện thoại này thêm số 2 chính giữa ngay chỗ đây nè, số 0 và số 7 là các bác sẽ gọi được. Thì đổi máy, mới đổi máy dùng đây. Đó. Ngay chính giữa số 0 số 7 02703. Quan cảnh công ty. Đây, hiện tại bây giờ mình có nghe một số phản ánh là nói một số đơn vị tự mạo nhận. Các bác chỉ nhớ mình chỉ có một công ty ở tỉnh Vĩnh Long, không có chi nhánh bất cứ ở đâu hết. Rồi, xin cảm ơn. Rồi bữa nay về cái lô máy 12 chiếc, bữa nay là ngày 17 tháng 8. Tây. 7/8. Mới về trước được cái máy gặt với lại cái máy cày. Giờ đang chuẩn bị xuống. Rồi, nó tắp trường con nữa đây. Này số khung là 下 tới cũng đang đợi máy về. Lấy lúc này là lấy nóng hổi luôn. Máy về tới. Máy này còn dày chứ. Để vậy luôn, ừ để vậy luôn, tiện nè. Ừ, để vậy luôn đi. Để vậy gọn nè. Chạy vô trong luôn đi cho chống chỗ. Vậy cũng được hết rồi. Vậy là em luôn á. Cái này đẹp nè. Cái này đẹp.
Rồi cái top này thì nó về trễ hơn xíu nha. Đây đi kẹt phà. Rồi ngừng video đây, chút nữa mình làm video cập nhật máy sau nha. Cảm ơn các bác.